Hello cả nhà, hoan nghênh rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương nha. Cả nhà ơi, nay Phương dọn dầm ở phía bên sân nhà nè cả nhà. Đặng mình chuẩn bị cây cối đồ đẹp rồi, đặng đem ra ở phía sau cái nhà của Phương ở phía sau á, đặng lạp sửa lại cái nhà nấu ăn cả nhà ơi. Giờ mình gom ít cái cây này đi ra ngoài nha cả nhà. Củi đó, củi đuốc rồi nữa. Hôm nay mình hốc nước củi ra ngoài ngoài đặt trước á, trước khi mà mùa nước lũ rồi á, nó chặt rồi chuẩn bị sẵn một số củi rồi nhưng mà xài hết trơn rồi, giờ phải chuẩn bị thêm lại nữa, với lại là dọn dẹp dầm ở phía ngoài đây luôn. Mấy cây đó bự quá nữa, mình lấy cái cây sứa mình chứa ra. Cái này mục. Nè, cái nhà Phương xả dán nè. Xả dán đi nữa, sửa lại á. Cái nhà xả dán rồi đốt nữa nè. Đốt Phương để phía trong nè, nữa mình sửa lại. Lại cái này nữa nè. Vài bữa đem xuống dưới sông đặt lại. Ủa cái gì nghĩ ra vậy ta? Cái gì nghĩ ra vậy? Hôm nay có cả cái vừa hang gì mà biết hang gì nhỉ? Ôi ôi, nó tha ba cái ấy vô rồi vậy. Trời ơi, nó chuột rồi, con chuột rồi nè. Nó xé thành mảnh này mới nè, hang này mới nè. Mới mở đất này đây nha, đất này đất mới nè. Múc ra thử coi. Múc ra thử coi. Múc ra. Lấy cây, lấy cây kẹo, lấy gỡ lẫn, lấy cây đạo đó thử coi. Ngách ném này đi. Ồ, dưới đây hang ngách trùm lum chân này mấy ơi. Không rồi. Nè nè. Đây còn cái hang dưới này, hang nữa nè. Ừ, ném hang ngách ra đây sao? Hang ngách nè, quá trời hang ngách luôn cả nhà ơi. Con lấy cái cây đó con sắn sắn không dưới rồi con đập vô. Cái cây đó con sắn sắn đất á. Sắn lên lên cái cây nó chụp xuống con đập vô. Sữa nhà Phương nó chết. Nó ngập chứ ngồi nó quá chừng lên luôn rồi nó chết. Đây nè, nè, miệng hang nè. Ừ. Nè cả nhà. Kìa. Miệng hang quá sâu. Sâu quá sâu hả? Ê, bây giờ mình lấy cái gì đó mình chặn lại đi, con nhảy nó con tát nước cho. Dạ. Ừ. Rồi vậy con kiếm gì? Đi vậy, để Phương đi. Thấy vậy được không? Cái con coi nó giữa miệng hả? Dặn dặn lại vòng vòng ngoài. Bự quá. Ôi con đi kiếm rồi. Kìa. Ừ, kìa lấy miếng lưới đó thử coi. Đó, con bẻ ra coi ra không. Chộp vô miệng nó thôi chạy vô đó cái tung lên nè. Cái này được cả nha. Không, đi lại con dặn thử cái gì cả. Thử rồi. Nhiều mấy ít vậy? Trước mày trùng ấy quá nhá.
cỏ không ấy, bờ cỏ không ấy, có dây không? Đi nhỏ một chút xíu. Ở đây, có một cọng này. Không đường cái sợi gì. Nó thử gì đó rồi. Được. Vô cái con ơi, con đút vô cái kia vô đi coi vừa không? Dạ, cái lọng mới cho nó được không? Ờ, vậy rồi cũng được rồi, đập cho nó dính vô được rồi. Ừ. Con khỏi cần đút xuống lưới. Sát luôn không? Cho sát luôn tí nữa đi. Ừ, đúng rồi. Ok, chúc Phương làm đó, đặng rút cái miệng đó cả nhà. Rút cái miệng ha. Này cả nhà tưởng tượng giống như này là sợi di vậy đó cả nhà. Rồi mình lấy cây mình ném ngoài vô cái nữa. Nè, mấy đứa trai đang đóng cái, lấy cái cây đào chuột kìa. Ôi chú kích hung luôn rồi, con trên nó đẩy mạnh vô mắt. Ừ, bộ con bươi đó. Ôi nó mắc cái mắt không ơi, mắc. Lật bể mắt nha. Mẹ đưa con cái cây đọc kêu quá. Ờ, nó đúng là dài luôn. Ê, cổ mới thôi, con chọt vô cho máy đi, nó cứng. Chọt vô cái đó, vô trong cái hôm đó luôn. Xích lên trên cũng được. Đấy, đây cái lỗ nó thưa nên con muốn chọt ngay đây nè. Ừ. Rồi, con dởm đầu này cho sát vô miệng ăn. Rồi thắng thì mấy cục đất bự rồi, ok rồi xong. Ở nhà đây Phương lấy cái thao ra Phương tát nha. Tát nước cái nhà đây. Rồi chúc Phương đi lấy thao. Phương, chúc Phương đi lấy thao đang tát cái hang này nha cả nhà. Tát nước lên đây cho con chuột nó ngọt nó mới chạy ra được. Rồi, chúc Phương đi tát. Phương nó chém thằng ếch nó rồi, bây giờ mình chỉ cần tát thôi. Vậy là con khoét cái lỗ dưới cái gốc cây đó đi. Gì vậy? Phải không? Cho hơi bọng bọng đặng tắt nước lên hả? Tắt nước lên đặng cho chung ra đường sầu riêng đó. Đâu con tát ngay sầu riêng này mà. Tát ngay sầu riêng đó rồi. Rồi con gịnh ngay đó hả? Ừ. Chú lên đây luôn. Ừ. Tại vì mấy cái thang nách là mình đã ấy hết rồi. Sẵn rồi phải không? Ừ. Mấy cái thao nhỏ không hắn nó đụng nước theo kịp không nha. Còn vậy thôi đi.
em gọi gọi nghe chăng đó, dừng nó chui lên cho cả nhà thấy rõ kìa. Ừ. Chưa ra. Ôi, yeah, ra rồi. Đi chích một chui vô rồi. Bộ. Tắt ngựa. Ê, một hồi rồi một hồi con lấy cái thao nó con ụp cái miệng nó lại nha. Cái rồi cái con miếng thao con nhổng cái đít nó lên. Nhổng cái đít gọi nhổng cái đầu này đi xuống cái đất lấy cái thao đớp lại. Rồi giờ sao vậy? Đáng ngửa đi cho nó quay đầu trở lại mới được. Nó quay đầu. Nó quay đầu ra đây là con lấy được à. Các bạn. Mẹ lấy cái lạp, con kìa, cái lồng máng kìa. Hả? Cái lồng sắt máng đó. Cái lồng sắt máng đó, chỗ tay lưng đó. Con đứng đó, con giữ nó nha. Đứng đó, giữ lấy. Lấy cái này ra nè, lấy cái này đút vô. Nè. Ra, lấy cái lồng này nè. Tụt. Chua, nè, con. Tụt. Ê, con buông cái đầu ra. Con buông cái đầu ra đi, buông cái đầu ra. Không được. Hả? Không có được. Nè. Để mày giữ cái đầu này. Rồi con nói mẹ làm không bị tay là không được. Mẹ cầm đi, hỏi đi. Rồi để làm này. Con nói mẹ đi lấy tay ra đi. Rồi sao? Ủa, cái tay con. Ê, gọi ngập con. Gọi ngập cái đít thao á, cái đít thao trở lại cái lợp. Chàng cái đít thao trở ngang qua. Dướng rồi. Ơ, đó nó đang nằm đó. Con gọi. Ê. Gọi con ghê xích. Đưa con gây, cây nhỏ. Tại cái nắp này mình chưa làm lại cả nhà. Nên nó hơi khó vậy cộng dây này. Gọi con dĩnh đi, con dĩnh nó đem xích lại cho bằng kia kìa. Đem xích xuống chú vàng kìa. Ừ, hụt rồi kìa. Ôi. Thế nha. Không. Kéo mới xuất ra lại. Tôi bắt kiếm nha. Thôi nhà thấy được. Hả? Con này thấm rồi nghe cái nhà. Thấm. Ghê không? Cống này con cống này nó cắn lúa dưới nó ăn gà ăn vịt dưới đánh luôn á nha. Trời ơi, nó làm kế bên nhà Phương luôn. Ừ. Để con tát rồi còn con nào không nè. Tát rồi còn con nào không đó nha.
rồi ta cứ chuột lấy, ừ lấy cái đó chặn nữa. Cái sợi dây của mình nha cả nhà. Mình để ở đây nè, cho mấy con kia nghe nó la, mấy con kia bò ra. Ơi ơi nó tung phán đi. Nè nè đó đó cái hàng bếp bên đó đó con. Nè cái nạm bếp dưới kìa, mày chỉ cái cây đưa lên đó. Nè hả? Ừ, máng cái lòng thỏng đó là được rồi. Được. Quắn quắn lại, quắn dây cục lại. Nó như con ấy kìa, nó như con nhím vậy. Ok, coi bỏ không đó mà nó trường kìa. Lên nữa nha mẹ. Ừ. Ơi nó lên nữa, nó sụt vô rồi. Có không? Có. Ừ. Rồi tát tôi đi. Tát nữa chiếc. Ơi nó chạy vô con dừa. Nó chạy con dừa bên kìa. Kìa chạy chiếc. Chiếc con dừa. Nghe con dừa. Rồi. Đâu vậy? Rồi mắt không dán rồi sao? Nghe đúng rồi. Rồi. Nghe hết hả? Nghe hết cái gì? Trời ơi. Con ở dưới ngăn vô dây chì vậy kìa. Rồi. Gọi sức rồi. Nó không giữ tỏi vậy đó cả nhà. Nó ăn của con chứ. Chứ con ấy là dữ lắm luôn. Được rồi. Giờ nó không giữ kìa. Ừ. Nó dưới ngăn vô kia. Ừ. Ông rút cái cây vô coi nó làm gì. Ok. Nè cả nhà. Nè, lấy cây vô nè. Đó, đó, con cái táp cây cọc cọc đó cả nhà. Nè. Nè. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà hãy nhấn một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Phương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại.